buộc hai cái đầu này để cố định lại này. Được. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đó, các bạn ơi, thì hôm nay ấy là cũng sắp đến rằm trung thu rồi các bạn ạ. Thì để đón một cái Tết thiếu nhi thật là vui với các em ở trong xóm, thì mình đã quyết định làm một cái lồng đèn siêu to khổng lồ, lồng đèn ông sao nhé các bạn nhé, lồng đèn truyền thống nhưng mà siêu to khổng lồ luôn. Đấy, thì mình đã mua được một số cây tre to và dài đấy các bạn ạ. Đây này, bây giờ mình sẽ cùng làm nhé. 2, 4, 6 cây nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ bắt đầu làm nhé các bạn nhé, không cần nói nhiều nữa. Cây rất là dài. Bây giờ thì mình đã vót xong 10 cái thanh tre làm khung rồi nhé các bạn nhé. Đấy thì nó rất là khá là mệt đấy, bàn tay mà không hết cái tay mình đã bỏ tay này. Đấy, đây nhá, mình đã vót được 10 que chuẩn bị lên bộ khung các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ phải đi phơi qua một lúc, phơi qua một vài nắng đấy, cho nó cứng cái cây tre như này, nó khá là mềm dẻo các bạn, nó mềm lắm như này. Được chưa? Công đoạn khá là vất vả đấy. Đấy. Ok các bạn ơi, đấy thì mình đã vót xong các cái cây tre này, cũng là phơi thì từ sáng đến bây giờ là cũng chiều rồi các bạn ạ. Nắng ngả chiều chưa? Thì nói chung là bây giờ mình mới ghép cái cây này lại thôi, thành cái một ngôi sao. Đó, tí nữa mình sẽ lấy thước nha các bạn nhé, lấy thước đo cho nó cân đối và mình sẽ buộc dây cố định, sau bắt đầu mình mới ghép hai mảnh vào các bạn ạ. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục công đoạn tiếp theo nha các bạn nhé, các bạn cũng theo dõi mình nhé. Ok, mình hứa hẹn sẽ là một ngôi sao thật đẹp luôn, đấy, lộng lẫy luôn, cực kỳ to luôn, khổng lồ luôn. Làm xong cái bộ khung của cái lồng đèn ông sao siêu to khổng lồ này rồi các bạn nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ dán dây bóng và dây kim tuyến các bạn ạ. Đây thì mình đã mua được một cơ số dây bóng rồi. Thì nói chung là không có loại to các bạn ạ, không có loại khổ to, thì mình mua cái loại nhỏ thì mình sẽ ghép. Nó tất nhiên là nó không được nguyên mảng như cái to, nhưng mà thôi kệ, mình phải cố gắng. Mình sẽ dán cái dây bóng lên nhé các bạn nhá. Đây thì mình chuẩn bị có keo nến. Đấy, keo nến và cái súng bắn keo các bạn nhé.
đấy, tí mình sẽ đưa lên và mình đo, mình cắt, mình dán luôn các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì tiến hành thôi. Kéo đến các bạn nha, thì còn gọi là nhựa thông ấy. Đấy. Đấy. Đây kim tuyến các bạn này, đây kim tuyến đã mua này và bóng này, đây bóng này các bạn, đấy. Thế thì nó có rất là nhiều màu, mình cứ chọn vài màu cho nó đẹp các bạn, như là một màu nó cũng đẹp đấy. Đấy, thì cái này đúng ra nếu mà nó làm cái to thì sẽ được một ô này luôn này, còn đây là nhỏ ấy các bạn, vừa ấy, đấy, sẽ làm đây thôi. Các bạn ơi, mệt quá rồi, toát hết mồ hôi rồi này. Đấy, thấy chưa, to chưa? Đấy, đấy, các bạn xem kia chưa? Đấy, khá là đẹp đấy các bạn nha, xong lên hình rồi đấy. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng làm thêm một lúc nữa thì sẽ xong cái phần dán túi ni lông nhé các bạn nhé. Đấy, ok, bây giờ thì lại phải tiếp tục thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã lật ngược cái mặt nó lại nhá, để mình dán cái mặt sau này này các bạn này. Đấy, bây giờ thì lật cái mặt bóng của nó lên, nó nhìn khá là đẹp luôn, khá là bắt mắt luôn các bạn ạ. Thấy không, tuyệt vời chưa? Đấy, các bạn nhìn nó bóng vậy, nó bạc vậy thôi, nhưng mà thực ra thì nó không phải là kín đâu các bạn nhé. Mình thắp đèn bên trong vẫn sáng, vẫn đẹp nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ thì tiếp tục dán cái mặt trên nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ thì mình đã làm xong 5 cánh ngôi sao rồi các bạn nha. Đấy, bây giờ thì còn cái ở giữa này thì nó rất là to luôn, nên là để mình sẽ đặt một cái tấm bạt in sau. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ làm các cái chắn ở hai bên này bằng giấy A0 nhé các bạn nhé. Đấy, thì đây có cô em hàng xóm sang đang phụ giúp đây. Mình sẽ dán ở cái viền này cho bắt đầu mình để mình dán keo vào cho nó chắc các bạn ạ, để không là nó không bị để cho nó không bị rách ở các cái mí ấy các bạn. Đấy, xong bắt đầu mình sẽ đưa vào mình dán vào cái khe này luôn. Đó. Ok, bây giờ thì tiếp tục cắt dán thôi. Vãi xin các bạn đừng quay đây được. Không là người yêu cũ đừng xem. Bạn là ốc cặp. Bạn nào là người yêu cũ của bạn Cẩm Hà thì comment. Đừng có dislike mình nhé. Lắm rồi. We'll be right back.
thì đã xong rồi nhá. Chỉ chờ trời tối nữa là anh em mình mang ra cắm điện là ok thôi các bạn ạ. Hãy chờ đến trời tối. Mình sẽ nâng cái không sao lên các bạn nhá. Mình đã làm một cái phòng thay đổi. Đấy, mình treo lên cao như này luôn. Thì một mình nó nặng quá. Với lại nó cồng kềnh các bạn. Không thể làm đây được. Mình đã gọi mấy thằng em ở trên kia xuống nó hộ mình. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống và mình treo lên các bạn ơi. Lung này nó văng ra đường đấy các bạn ạ, nó nguy hiểm ấy. Đấy, siêu to khổng lồ luôn nha các bạn nhá. Wow, đã chưa, cái này tối thắp đèn hơi bị đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình đang buộc hai cái đầu này để cố định lại này. Được. Đấy, VIP Pro chưa, đẳng cấp, to hơn của cả bà Tân Vlog luôn. Ok nhá các bạn. Đấy, siêu to siêu cao luôn. Tối nay sẽ là siêu sáng luôn các bạn ạ. Tối nay á, chói quá. Mặt trời đang ở hướng kia các bạn ơi. Đấy là khá là chói. Thông Vlog nhá các bạn nhá. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh của mình nhé các bạn, để theo dõi những video sau thật hấp dẫn hơn nhá. Ok các bạn nhá, bây giờ thì chờ buổi tối là mình sẽ thắp đèn cho nó sáng các bạn nhá. Đấy, buổi tối thì nó sẽ đẹp hơn đấy. Hello. À các bạn. Hello. Ok, bây giờ thì mình hãy đợi buổi tối nhé các bạn nhá. Trời hôm nay rất đẹp luôn đấy, không có mưa luôn các bạn ạ. Ở bên kia thì có hai cây hoa sữa kìa. Đấy, hai cây to đùng luôn. Tối thì tha hồ mà hương hương thơm ngào ngạt nhé các bạn nha, nghẹt cả mũi. Đấy.